Nhiều người để tóc bạc một cách hãnh diện. Những người khác chán ngán vì phải chi tiền để nhuộm tóc thường xuyên. Nếu được chọn lựa, tôi sẽ thay đổi màu tóc và không bị bạc, và như thế tôi sẽ để dành được nhiều tiền. Nghiên cứu về sinh học tuổi già của con người, các nhà khảo cứu tại phân khoa tế bào và sinh học phát triển của Trường Đại học London đã thu thập mẫu tóc của hơn 6.000 người tình nguyện ở châu Mỹ Latin trong độ tuổi từ 18 đến 45. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách phát hiện xem loại gen nào có liên hệ với màu sắc, độ dày và hình dạng của tóc. Kết quả là một loại gen gọi là IRF4 có liên hệ nhiều nhất đến tình trạng bạc tóc. Biến thể gen IRF4 này có hai hình thức. Một hình thức hiện diện trên khắp thế giới và hình thức kia chỉ có nơi người châu Âu. Và chúng ta nhận thấy hình thức cụ thể ở châu Âu này đem lại cho chúng ta gần như gấp đôi cơ may bị bạc tóc. Các yếu tố khác như tuổi và môi trường cũng góp phần vào sự sụt giảm dần già của sắc tố melanin trong tóc, gây ra tình trạng bạc dần. Nhưng các nhà khoa học nói rằng, khi họ phát hiện đầy đủ cách thức loại gen IRF4 châm ngòi cho tình trạng bạc tóc, họ có thể ngăn chặn việc ấy theo yêu cầu. Việc ấy sẽ lệ thuộc rất nhiều vào bối cảnh mình muốn làm điều đó. Nhưng về mặt tìm cách khai triển một liệu pháp để trì hoãn hay ngăn ngừa bạc tóc, đó là một điều rất có khả năng có thể thực hiện. Đúng thế, dứt khoát là một điều cần phải điều tra thêm. Mặc dù có những người không quan tâm đến một vài sợi tóc bạc. Tôi không quan tâm đến việc bạc tóc hay không bạc tóc. Tôi thực sự chả quan tâm chút nào. Những thợ làm tóc nói, một khi có được thì việc ngăn ngừa gen gây bạc tóc có thể trở nên rất phổ biến.